Khủng long Brachiosaurus được cho là một trong những giống khủng long hấp dẫn nhất. Chúng thường được gọi là kẻ săn mồi hay kẻ cướp bóc. Cái tên này đề cập đến sự biến đổi của chi trước, cho phép chúng sử dụng nó để bắt con mồi. Nhưng đặc điểm thể chất nổi bật nhất của Brachiosaurus phải là những móng vuốt lớn hình liềm ở bàn chân sâu. Brachiosaurus được biết đến với sự nhanh nhẹn của chúng. Tuy nhiên, điều khiến chúng thực sự hấp dẫn và rất quan trọng đối với giới cổ sinh vật học là mối liên hệ với các loài chim hiện đại. Hầu hết các loài Brachiosaurus đều có những đặc điểm giống chim và khám phá của chúng đã khiến các nhà khoa học kết luận rằng chim là họ hàng gần nhất của khủng long. Trên thực tế, người ta có thể nói rằng về mặt kỹ thuật thì bản thân loài chim là loài Brachiosaurus. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng liệt kê một số thành viên nổi tiếng nhất của nhóm này, thảo luận về những đặc điểm hình thái của nó và ý nghĩa chung của việc khám phá ra nó. Nội dung trong video được chúng mình góp nhặt từ nhiều nguồn, nên nếu có thông tin cần đính chính, các bạn vui lòng bình luận bên dưới để mình và anh em viewer cùng tham khảo nhé. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe ủng hộ Winjaxa, rồi chúng ta đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Số 15. TNU Raptor. TNU Raptor là một trong những loài khủng long Brachiosaurus nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Nó thường được mô tả là loài chuyển tiếp vì có những đặc điểm tương tự được tìm thấy ở các quần thể khủng long Brachiosaurus phía Bắc và phía Nam ở Trung Quốc thời kỳ kỷ phân trắng. TNU Raptor thường được gọi là kẻ săn mồi chạy vì đó được coi là kẻ săn mồi nhanh nhẹn. Nó có chi trước ngắn bất thường so với các loài Raptor khác. Số 14. Achiroraptor. Achiroraptor là một trong những loài khủng long Brachiosauridae có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Nó là một trong những loài khủng long ăn thịt trẻ nhất được biết đến, sống cách đây khoảng 66 triệu năm. Nó cùng tuổi với Dakota Raptor nổi tiếng và cả hai loài khủng long đều được biết đến từ thành hệ Hebrew nổi tiếng. Achiroraptor tạm dịch là kẻ trộm địa ngục, được đặt tên theo hệ tầng vì nó là loài raptor đầu tiên có hóa thạch được tìm thấy trong hệ tầng. Cho đến đây, chỉ có xương hàm của loài khủng long này được phát hiện, khiến nhiều khía cạnh khác nhau về ngoại hình và hành vi của nó vẫn còn bỏ ngỏ để suy đoán. Số 13. Zhenzhuanglong. Zhenzhuanglong được biết đến từ một hóa thạch được bảo quản rất tốt của kỷ phân trắng sớm ở Trung Quốc. Hóa thạch duy nhất của loài khủng long này được tìm thấy cho đến nay còn lưu giữ dấu vết của lông vũ trên cánh và đuôi của loài khủng long này. Mẫu vật này là một trong những bằng chứng tốt nhất về bộ lông phát triển tốt ở một loài Brachiosaurus lớn không biết bay. Vì chúng có thể không sở hữu cho việc bay, nên chức năng chính xác khác của những chiếc lông vũ này vẫn còn chưa được biết đến một cách rõ ràng. Zhenzhuanglong là một trong những loài khủng long cỡ trung bình, dài khoảng 12,2 mét. Nó có kích thước gần bằng một con chim điêu hiện đại, nhưng nặng gấp đôi. Zhenzhuanglong sống vào thời kỳ đầu kỷ phân trắng, khoảng 120 triệu năm trước. Số 12. Aedosaurus. Loài Brachiosaurus cuối kỳ phân trắng đến từ Mông Cổ này có móng vuốt hình liềm giống như những họ hàng khác của nó. Nhưng nó có sự khác biệt đáng kể. Các móng vuốt của Aedosaurus đã bị thu nhỏ và bị khùng đi rất nhiều. Điều này cho thấy rằng nó có thể không hữu ích trong việc săn mồi như móng vuốt của các loài ăn thịt khác. Nó vẫn giữ hình dạng lưỡi liềm và sẽ rất hữu ích trong việc hạn chế con mồi đâm chúng ở khoảng cách gần. Aedosaurus có kích thước trung bình 2,3 cho đến 3,5 mét. Và có kết cấu tương đối nhẹ như Velociraptor. Số 11. Hoscaraptor. Hoscaraptor là một loài Brachiosaurus kỳ quái, trông rất giống các loài chim sống ở nước như vịt. Nó sống ở Mông Cổ và cuối kỳ phân trắng. Hoscaraptor cho thấy nhiều đặc điểm khác nhau, gợi ý lối sống bán thủy sinh. Mặc dù các chi sâu của loài khủng long này trông như chúng đã thích nghi để chạy trên cạn, nhưng Hoscaraptor lại có các chi trước được biến đổi thành chân trèo, có thể hữu ích cho việc bơi lội. Chiếc mõm giống vịt của loài khủng long này cho thấy nó có thể có chế độ ăn đặc biệt, chủ yếu bao gồm những con mồi dưới nước. Hoscaraptor có kích thước tương tự như vịt trời hiện đại với chiếc cổ dài trung bình khoảng 20 cm. Loài khủng long này là duy nhất bởi vì nó là một trong số ít loài khủng long Brachiosauridae được biết đến có lối sống bán thủy sinh. Số 10. Cynodontosaurus. Cynodontosaurus là một loài khủng long tương đối nhỏ sống ở Trung Quốc vào cuối kỳ phân trắng khoảng 122 triệu năm trước. Đó là một trong những loài khủng long có lông được phát hiện ở châu Á vào những năm 1990, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về mối liên hệ giữa khủng long và chim. Hóa thạch của loài khủng long này còn lưu giữ dấu vết của những chiếc lông dài bao phủ toàn bộ cơ thể của nó,
Một số lông trên cơ thể có thể dài từ 3 cho đến 4,5cm. Tên của loại khủng long này được dịch là thằn lằn chim Trung Quốc, ám chỉ những điểm xương tương đồng giữa loại khủng long này và các loại chim hiện đại. Nó không có khả năng bay bằng năng lượng, nhưng có thể lướt từ cây này sang cây khác. Sinornithosaurus dài khoảng 1,2 mét và nặng trung bình từ 3 cho đến 5kg. Điều này khiến nó trở thành một trong những loại khủng long nhỏ nhất từng được phát hiện. Số 9. Dakota Raptor. Dakota Raptor ở Nam Dakota và Utah Raptor ở Utah. Nó là một trong những loại khủng long Bắc Mỹ nổi tiếng nhất. Với chiều dài từ 4,3 cho đến 6 mét, Dakota Raptor có kích thước gần giống với Utah Raptor. Tuy nhiên, nó trông giống những loại raptor ăn thịt cỡ trung bình như Deinonychus và Velociraptor về hình dáng tổng thể và tỷ lệ cơ thể. Ví dụ, các chi của loại khủng long này không khỏe mạnh như Utah Raptor, thay vào đó nó có cấu tạo nhẹ nhàng hơn, khiến nó trở nên nhanh nhẹn hơn. Dakota Raptor có một móng vuốt lớn, điều này mang lại cho nó sức mạnh lớn hơn nhiều so với những người họ hàng của nó. Số 8. Achillobator. Achillobator là một loài dromaeosaur lớn và nhanh nhẹn sống ở Mông Cổ và cuối kỳ phân trắng. Nó nổi tiếng là một trong những loài raptor ăn thịt lớn nhất từng được phát hiện. Achillobator có thân hình nặng nề với cánh tay dài và móng vuốt sắc nhọn. Achillobator thấp và có chiều dài khoảng 5 mét. Tuy nhiên, thân hình khỏe mạnh của loài khủng long này có nghĩa là nó không thể nhanh nhẹn như các loài khủng long ăn thịt khác. Nó là một trong những loài ăn thịt có khả năng săn những con mồi lớn. Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp về lông vũ được tìm thấy đối với Achillobator, nhưng các chuyên gia cho rằng nó có thể có lông trên cơ thể như các loài dromaeosauridae khác. Số 7. Australoraptor. Australoraptor là một loài khủng long dromaeosauridae lớn nhất từng được biết đến ở Nam Bán Cầu. Nó được phát hiện vào năm 2002 tại địa phương Bajo de Santa Rosa của Argentina ở Nam Mỹ. Dự kiến, nó là loài khủng long dromaeosaurid nổi tiếng nhất lục địa này. Australoraptor đủ lớn để cạnh tranh với một số loài raptor ăn thịt lớn nhất Bắc Mỹ. Chiều dài trung bình của loài khủng long này từ 5 cho đến 6m và nặng trung bình khoảng 300kg. Australoraptor có hộp sọ thon dài và hàm răng hình nón. Không có răng cưa, nó giống với hàm răng của loài khủng long Spinosaurus hơn là loài raptor ăn thịt. Số 6. Bambiraptor. Bambiraptor là một loài dromaeosaur nhỏ có răng sắc nhọn sống ở Bắc Mỹ vào cuối kỳ phân trắng. Nó được đặt tên theo Bambi, nhân vật nổi tiếng của nhà chuột Disney. Nhưng Bambiraptor không phải là sinh vật dễ thương và đáng yêu. Nó là loài săn mồi nhanh nhẹn, có khả năng săn những con mồi nhỏ như thằn lằn và các động vật có vú trong môi trường sống của nó. Cả chi trước và chi sau của loài khủng long này đều dài. Các chi sau dài cho nó có khả năng là loài săn mồi nhanh nhẹn, trong khi các chi trước rất hữu ích trong việc giữ chặt con mồi. Một thuộc tính hấp dẫn khác của Bambiraptor là cách phát hiện hóa thạch của nó. Nó được tìm thấy vào năm 1995 bởi Wes Linster, một thợ săn hóa thạch 14 tuổi. Số 5. Microraptor. Đúng như tên gọi, Microraptor là một loài raptor ăn thịt tương đối nhỏ. Trên thực tế, Microraptor là loài khủng long dromaeosaurid nhỏ nhất và cũng là một trong những loài khủng long nhỏ nhất từng được phát hiện. Loài khủng long có kích thước chỉ bằng một con quả này là một trong những loài khủng long không phải chim có số lượng nhiều nhất ở Đông Bắc Trung Quốc trong thời kỳ kỷ phân trắng khoảng 120 triệu năm trước. Microraptor có bộ lông dài ở cả cẳng tay, chân sau cũng như đuôi. Mặc dù có lông ở cả tứ chi, nhưng nó không có khả năng bay mà chỉ có thể lướt từ ngọn cây này sang ngọn cây khác như loài sóc bay. Hóa thạch của Microraptor lưu giữ bằng chứng quan trọng về mối liên hệ giữa khủng long và chim. Số 4. Dromaeosaurus. Dromaeosauridae được đặt theo tên của Dromaeosaurus. Nó được phát hiện vào những năm 1914, có nghĩa nó là thành viên đầu tiên trong họ này được phát hiện. Chớ chiều thay, loài khủng long này ít được biết đến do số lượng hóa thạch còn hạn chế. Hầu hết những gì được biết về loài khủng long này đều dựa trên kiến thức thu được từ việc nghiên cứu họ hàng của nó. Dromaeosaurus là một loài raptor cỡ trung bình. Nó nặng khoảng 16kg và chi dài khoảng 2m. Dromaeosaurus có hộp sọ chắc khỏe và hàm của nó có những chiếc răng lớn hình nón. Hộp sọ ngắn, to và hàm răng chắc khỏe của loài khủng long này là điểm khác biệt chính giữa Dromaeosaurus và các loài khủng long ăn thịt khác. Số 3. Utah Raptor. Với chiều dài khoảng 5-6 mét và trọng lượng trung bình từ 250-350kg, Utah Raptor là một trong những loài săn mồi hàng đầu ở kỷ phân trắng Bắc Mỹ từ khoảng 135 cho đến 130 triệu năm trước. Không giống như các loài Dromaeosaur khác săn mồi là những động vật nhỏ hơn, Utah Raptor săn những con mồi lớn hơn như Iguanodon và Ankylosaur.
Với kích thước của nó, Utah Raptor không đủ nhanh để đuổi theo con mồi. Thêm vào đó, nó là một kẻ săn mồi phục kích, săn con mồi bằng cách lén lút. Móng vuốt của loài khủng long này chuyên dụng để cắt và chém con mồi so với các loại Robosaurus khác. Số 2. Deinonychus. Deinonychus là họ hàng gần lớn hơn một chút của loài Velociraptor nổi tiếng. Nó cũng là một trong những loại Dromaeosauridae nổi tiếng nhất. Loài khủng long dài 3,4m này sống ở Bắc Mỹ khoảng 108 triệu năm trước. Tên của nó được dịch là móng vuốt khủng khiếp, giống như các loài raptor ăn thịt khác. Ngón thứ hai trên mỗi bàn chân của Deinonychus có móng vuốt hình liềm nổi bật. Ngoài ra, Deinonychus còn có bàn tay to với 3 móng vuốt lớn ở mỗi chi trước. Khi Deinonychus được phát hiện vào những năm 1960, các nhà khoa học phát hiện ra rằng nó là loài săn mồi nhanh nhẹn. Điều này đã thay đổi nhận thức rộng rãi rằng khủng long là một loài chậm chạp, yếu, làm dấy lên những cuộc tranh luận về khủng long là loài bò sát máu lạnh hay máu nóng. Số 1. Velociraptor. Loài khủng long công viên kỷ Jura nổi tiếng này được cho là loài Dromaeosaurus phổ biến nhất. Trở chiều đây, đứa con cưng của nhóm lại không giống hệt như những gì được miêu tả trên màn ảnh động. Loài khủng long này trong phim thật sự được mô phỏng theo Deinonychus, có liên quan chặt chẽ và nhiều đặc điểm bị thay đổi. Velociraptor ở đời thực chỉ cao khoảng từ 1,5 cho đến 2 mét ở hông và nặng khoảng từ 14 cho đến 19 kg. Điều này có nghĩa nó nhỏ hơn đáng kể so với một số loài raptor phổ biến nhất, chẳng hạn như Deinonychus hay Utah Raptor. Ngoài ra, trong khi phiên bản trên màn ảnh của Velociraptor được mô tả là có vảy và không có lông, thì ở thế giới thực rất có thể là có lông trên một số bộ phận của cơ thể. Cho đến nay, hơn một chục hóa thạch Velociraptor đã được phát hiện, khiến nó trở thành một trong những loài Dromaeosaurus nổi tiếng nhất. Vừa rồi là 15 loài khủng long Dromaeosaurus nổi tiếng nhất bạn nên biết. Một lần nữa mình xin nhắc lại nội dung trong video này được chúng mình góp nhặt từ nhiều nguồn. Nên nếu có thông tin cần đến chính, các bạn vui lòng bình luận bên dưới để mình và các anh em viewer cùng tham khảo nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của chúng mình trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.